của Khắc Ngọc. Tình huống cố định, Khắc Ngọc đã thành công. Dương Tuấn Linh dường như đã hình dung ra được ý đồ sút bóng của cầu thủ đối phương và cũng đã di chuyển ra cột gần để có thể cản phá. Có vẻ như thủ môn của Thanh Quang Ninh cũng đã chạm vào tay, chạm được tay vào bóng, nhưng tất cả đều không thể ngăn được bàn thắng của Viettel. Một khoảnh khắc lóe sáng của Khắc Ngọc đủ để cứu vãn một trận đấu mà có thể nói rằng anh đã chơi một phong độ không cao. Có thể nhận thấy nụ cười của huấn luyện viên Park Hang-seo và người cộng sự của mình. Đó là những tín hiệu mừng, đó là những giải pháp mà đội tuyển Việt Nam rất cần. Không chỉ là vấn đề nhân sự, là những tình huống mà chúng ta có thể giải quyết được những pha bóng trong những thời điểm có thể nói là khó khăn của một tập thể. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Khắc Ngọc. Trên sân Thiên Trường vòng đấu trước, Khắc Ngọc cũng suýt nữa có một bàn thắng từ quả đá phạt. Pha cắt bóng hụt. Đường chuyền của Xuân Hùng, Xuân Tú. Như vậy là ở một trong những tình huống hiếm hoi và từ đầu trận tới giờ trời rất mờ nhạt, nhưng lúc này Xuân Tú sau đường chuyền của Xuân Hùng, Xuân Tú băng vào nhanh như một tia chớp và ngay lập tức anh tung ra một cú dứt điểm làm tung lóc lưới của thủ môn Thế Tài. Đây chính là sự khác biệt của một đội bóng có nhiều năm chơi tại V-League và một đội bóng mới lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam cùng với Mạc Hồng Quân ở cuối hiệp 1. Lần này sau cú khống chế bóng có thể nói là rất tinh tế từ đường truyền của Xuân Hùng, cú sút nửa này không có một cơ hội nào cho Thế Tài để mà cản phá. Cú sút rất căng ở cự ly cận thành. Chúng ta thấy ở pha bóng vừa rồi, Diêm Mê Linh, Hoa Hùng đã nhịp nhàng. Hải Long tuyệt vời! Hải Long đã ăn mừng, cởi áo và một cách đầy phấn khích với bàn thắng tuyệt vời vừa rồi. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt và mẫu mực. Mỗi lần Hải Long cất chân vào ghi bàn, đó thực sự đều là siêu phẩm. Một bàn thắng quá đẹp và thực sự là rất quan trọng đối với Thanh Quảng Ninh. Ngay lập tức huấn luyện Park Hang-seo và trợ lý của mình đã có những sự trao đổi. Trường hợp đặc biệt người đang ngăn chặn thành công là Duy Thường. Bùi Tiến Dũng rất kỹ thuật, tuyệt vời! 2-1 cho Viettel và người ghi bàn là Bùi Tiến Dũng. Cũng ăn mừng, cũng cởi áo. Thực sự là rất thú vị với những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Và đây thì lúc này huấn luyện viên Park Hang-seo không thể giấu được niềm vui và cảm xúc. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Dứt điểm cực kỳ tinh tế và điệu nghệ, không khác gì những ngôi sao tiền đạo hàng đầu. Di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị, đón bóng và sau đó thực hiện cú trích bóng một cách rất tinh tế. Bùi Tiến Dũng xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu ngày hôm nay với những lần không chiến thành công ở ma trận phòng ngự, và là người đang ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng. Và rất có thể bàn thắng này sẽ quyết định kết quả trận đấu này. Đây là Đức Chiến. Sút xa. Wow! Bàn thắng từ rất sớm cho đội chủ nhà và đó là pha ghi bàn của tiền vệ trung tâm Đức Chiến. Cú đá có thể nói là rất quyết đoán và cực kỳ chuẩn xác, đã đánh bại được thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Một cách sắp xếp mới đã giải phóng được rất nhiều năng lượng, rất nhiều khả năng của cầu thủ áo đỏ. Khi mà Kayo được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự và tiến gần hơn đến khung thành, khi mà những cầu thủ có sự cân bằng giữa năng lực phòng ngự và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân như Đức Chiến hay Trọng Đại phát huy được năng lực của mình, Viettel đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đường truyền vào là của Caio Cesar. Hoa Paulo, trước mặt là Tiến Duy. Vẫn còn Paulo, chân phải. Tỷ số là 2-0. Một loạt những động tác giữ bóng có thể nói là rất chắc chắn của Hoa Paulo. Cảm tưởng như anh quá chậm, nhưng thực tế là cao hậu vệ đối phương đã không thể lấy được bóng trong chân của Hapaolo. Tình huống cản phá,
Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 của Hao Paulo. Đúng là khi mà những giải pháp điều chỉnh con người được xử lý một cách hợp lý hơn thì cầu thủ Viettel đã trở nên lợi hại hơn. Những cầu thủ ngoại của họ, những người bị đánh giá có thể nói là rất thấp ở những chặng đường đã qua, cuối cùng cũng đã nói lên được tiếng nói của mình. Và thời điểm này khi mà lượt về của V-League 2019 vẫn còn ở trước mắt thì câu lạc bộ Viettel cũng đã có sự chuẩn bị cho những đường chuyền bằng đầu của Kim Xuân Tú. Tỷ số được rút ngắn 1-2 cho Thăng Quảng Ninh. Chúng ta vừa nhắc đến bản lĩnh của đội bóng đất mỏ và ngay lập tức họ đã trở lại. Nghiêm Xuân Tú không phải là người tạt bóng bằng chân như thường lệ, mà sự khôn khéo trong tình huống di chuyển về mặt tầm vóc. Nhưng đây lại là cầu thủ có khả năng chiếm chỗ và rất mạnh trong những tình huống tốc độ. Cả hai tình huống chạm bóng của Thăng Quảng Ninh trong đợt tấn công vừa rồi đều là những pha bóng có khả năng di chuyển tốt, những tình huống xử lý ít chạm chuẩn mực. Văn Thiết là người có lợi thế về mặt thể hình nhưng chọn vị trí lại không chính xác. Người chơi bóng sẽ là Nghiêm Xuân Tú. Nguy hiểm! Tỷ số được cân bằng 2-2 cho Thanh Quảng Ninh và đó là pha ghi bàn của Mark Hồng Quân. Hàng thủ của Viettel lại mắc lỗi, họ không kèm người. Thủ môn Ngô Xuân Sơn bên phía đội chủ nhà Viettel đã không thể hiện được bản lĩnh của mình. Nhưng đây là trận đấu mà họ lại xuất hiện tương đối nhiều những sai sót ở hàng phòng ngự. Rất nguy hiểm! Đánh đầu! Tỷ số là 3-2! Lại là Hao Paulo! Giai đoạn tiếp theo của mùa giải, giai đoạn cuối của mùa bóng 2019. Không hề có lỗi việt vị. Rất thiếu tập trung, đó là những gì mà chúng ta có thể nói về hàng phòng ngự của cả hai đội cho đến lúc này. Và các chân sút đã có rất nhiều những cơ hội để lập công, 5 bàn thắng đã được ghi. Cho hiệp thi đấu thứ hai và đây là cơ hội dành cho Thăng Quảng Ninh. Wow! Tỷ số được cân bằng 3-3 cho Thăng Quảng Ninh và vẫn là Mạc Hồng Quân, vẫn là đường chuyền của Nghiêm Xuân Tú. Lần này thì cú đánh đầu của Mạc Hồng Quân còn lợi hại hơn nhiều so với tình huống mạnh. Nụ cười của ông Park Hang-seo trên khán đài. Không hiểu ông đang suy nghĩ gì khi không gọi Mạc Hồng Quân tập trung đội tuyển đợt này. Liệu sẽ có cơ hội cho Mạc Hồng Quân ở những đợt tập trung tiếp theo hay không? Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Mạc Hồng Quân. Pha ghi bàn thứ 5 của anh ở V-League 2019. Các hậu vệ áo đỏ đã không theo sát vào Hồng Quân thêm một lần nữa.